bạn nhìn gì vậy? À, con chim gì mà to vậy? Chim gì mà chim? Đấu ngố quá à. Ủa, máy bay của bạn hả? Bụng bự, cho mình chơi với. Đến lượt tay to, đúng đợi đi. Mỗi bạn được điều khiển 15 phút. Cho đốm chơi trước đi cũng được. Không thèm. Mình không thèm. Mình sẽ mua một chiếc to hơn gấp 10 lần. Có chuyện gì với con vậy? Các bạn không cho con chơi máy bay điều khiển cùng. Mẹ mua cho con một chiếc máy bay điều khiển đi mẹ. Loại máy bay điều khiển đó mắc lắm con à. Không chịu đâu. Đếm đợi mẹ một chút. Cái gì vậy mẹ? Con không thích heo đất đâu. Con muốn máy bay thôi. Bây giờ nha, mỗi khi mà đớm làm được việc gì tốt, chẳng hạn như nghe lời, điểm cao, giúp đỡ mọi người, thì mẹ sẽ cho con tiền để bỏ vào heo đất, thì con sẽ có tiền mua được máy bay thôi. Dạ, như vậy cũng được ạ. Ủng Mĩnh ơi, Ủng Mĩnh à, mau mập lên nha. Rồi, ba mẹ cho bạn heo đất ăn đi. Đây, ba cho bạn heo đất vì đốm rất ngoan. Hôm nay đốm có đi chơi không? Dạ không mẹ ơi, con ở nhà phụ ba mẹ. Vậy đốm giúp mẹ rửa chén, quét nhà xong thì ra ngoài vườn phụ ba trồng cây được không? Tan tinh tình, tình tinh tan, ô điểm ngoan ngoan, đốm thương lắm nè. Ba mẹ ơi, hôm nay con được điểm 10. Vậy bạn heo đất lại được thưởng rồi. Vậy ba sẽ dẫn đốm đi mua máy bay nha. Con không cần nữa đâu. Hôm nay trường con có phát động chương trình chia sẻ tình thương. Con sẽ mang heo đất tặng các bạn nhỏ mua sách vở đi học. Đốm của mẹ ngoan quá. Vậy mẹ sẽ cho đốm nuôi một con heo đất khác nữa nha. Dạ, con nuôi heo khé tay hơn cả bà nội nuôi mẹ ha. Chán quá. Hai bạn còn có trò chơi nào khác không? À, hay là tụi mình chơi trò tìm kho báu nha. Nhưng kho báu đâu ra mà tìm? Kho báu. À, mình có kho báu rồi. Chờ chút nha. Mình không tin là đốm có báu vật đâu. Cứ chờ đó mà xem. Wow, nó đẹp quá à. Chứ sao, đó là chiếc nhẫn cưới của mẹ mình á. Chúng ta không xin phép mẹ bạn sao? Không sao đâu, chúng ta chỉ chơi chút xíu thôi, rồi trả lời liền mà. Với lại, mẹ đốm chiều mới về lận mà, đúng không đốm? Đúng, hình như là... Ui da, mi đúng thật là ngu ngốc mà. Vào đi, chúng ta sẽ có bữa tiệc thịnh soạn sau khi tìm được kho báu mà. Hay là mình về đến thiền trưởng. Tôi hết đói rồi, ghê quá à. Nếu không muốn bị bỏ đói thì im ngay. Ai đó, ra mau, còn không chịu gieo nộp kho báu. Ta là nữ thần canh giữ chiếc nhẫn quyền năng, ngươi không được lấy nó đi. Ha ha, tiến lên đi thiền trưởng, sợ gì? Ta hay ngươi làm thuyền trưởng đây. Dạ, quên. Hãy xem tới đây. Dạ. Mình mất.
cách nào để lấy chiếc nhẫn bây giờ? Chỉ có cách này thôi. Ây da, đau quá. Con quả thấy ghét. Đừng bỏ cuộc nha Đốm. Sáng ra sớm mà Đốm Nam. Cảm ơn Tay Tên đã giúp mình đánh lừa con quạ. Không có chi, nhưng các bạn ơi, từ nay chúng ta phải xin phép trước khi mượn đồ của người khác, biết chưa? Đốm ơi, mở cửa cho mẹ. Mẹ về rồi. À, có con sâu xanh. À, sợ quá. Khoan đã Đốm. Để con bỏ con sâu đi. Con không muốn nghe chú sâu nói gì sao? Sâu ơi sâu, bạn có nghe mình nói không? Có, có. À, mẹ ơi, con sâu biết nói hả? Đốm ơi Đốm, đừng bỏ mình vào bồn nước, mình không có biết bơi. Sao cháu lại trốn trong bắp cải của cô? Gia đình cháu đâu? Dạ, cháu bị lạc mẹ. Thôi, Đốm để cho sâu xanh ở lại nhà mình vài bữa nha. Bạn có chịu không? Đồng ý, đồng ý. Bạn không sợ tối nay ngủ bị Đốm đè hả? Ai nói tối nay mình ngủ với bạn? Mình chỉ quen ngủ trên cành cây thôi. Tối nay mình ngủ ở đó. Sao Đốm ngủ ngon, mai mình lại chơi tiếp. Chúc Đốm ngủ ngon nha. Nhớ mẹ quá. Sao Đốm ơi, dậy đi. Mẹ ơi, sao Đốm bị hóa đá rồi? Từ từ, con đợi một chút xem sao. Đây là sao hả mẹ? Đã biến thành bướm rồi. Bướm đẻ trứng trên những lá cây, sau đó chúng nở thành những chú sâu con. Sâu con sau khi lớn lên thì sẽ nhả tơ quanh mình làm kén. Sau một thời gian, kén sẽ nở thành một chú bướm. Nhờ có Đốm và mẹ Đốm mà mình mới có thể trở thành bướm đấy. Cảm ơn Đốm nha. Nhưng bây giờ mình phải bay đi tìm mẹ của mình đây. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Đốm, con đi học về thì phải để cặp để dép ngăn nắp chứ. Sao mà để lung tung vậy con? Ngon như vậy, con phải ăn thật nhiều mới được. Ngon thật đúng không ạ? Hết rồi con ơi, để chiều mẹ làm thêm. Chán quá. Thôi, con lên phòng đọc truyện đây. Con phụ mẹ dọn dẹp đã rồi hãy lên. Dọn phụ mẹ xong, rồi lát nữa mang củi vô cho ba. Xong hết việc rồi, con muốn đọc truyện bao nhiêu thì cũng được hết. Dạ. Dọn dẹp và muốn xỉu luôn. Đốm ơi Đốm, mình qua chơi với bạn nè. Bạn tìm mình có gì không? Mình tìm bạn rủ bạn ra công viên chơi á. Mình còn phải phụ ba mẹ tùm lum thứ nữa. Không
không đi được đâu. Chán quá vậy. Mình cũng chán vậy. Phải chi mình được sống sướng như tiên hả? Ông là ai vậy? Ta là ông tiên đây. Không phải là con mới gọi tên ta hả? Hả? Là ông tiên thiệt sao? Ông tiên đúng rồi đó mời. Ông tiên ơi, con muốn được sống như tiên vậy đó. Được ăn được nhiều đồ mình thích, được làm bất cứ thứ gì muốn làm, không phải vất vả nữa. Ta sẽ cho con mượn cây đũa thần của ta. Con muốn gì thì con sẽ đưa cây đũa thần này lên, rồi nói lên cái con muốn, con sẽ có nó. Nhưng các con phải nghĩ cho kỹ, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Dạ, nhất định con phải sướng như tiên. Thôi, ta đi đây. Ê, Đốm, bạn xài thử coi. Ta muốn có nhiều chuyện tranh mới. Trời, thiệt là lợi hại quá à. Hay lắm, hỏi cái đũa thần. Ta muốn sướng như tiên. Đốm ơi, lấy củ vô cho ba. Chết rồi, quên là còn việc này nữa. Ê Đốm, khóa cửa luôn rồi. Chắc nó làm như vậy để mình không đi làm việc đó đó. Thôi kệ đi, ăn chơi tiếp rồi. Có xuống phụ ba đem củ vô không vậy? Đúng rồi, như vậy thì tụi mình sẽ bị nhốt trong phòng này mà. Thôi tiêu rồi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Hai đứa tránh ra. Tụi con làm cái gì vậy hả? Con chỉ muốn một sướng như tiên thôi. Tất cả là do cái đũa thần này. Cái gì quá thì cũng không tốt. Nếu như ai cũng như tụi con, chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ, thì sao mà xã hội phát triển được đây? Bây giờ thì dọn dẹp hết chỗ này cho ba. Không thì ba sẽ phạt không cho con đi đâu chơi nữa hết. Từ nay mình sẽ không bao giờ muốn sướng như tiên nữa đâu. Ông tiên ơi, cứu con nha. Đốm ơi Đốm, cứu Bụng Bự đi Đốm. Bụng Bự bị bắt cóc rồi. Bạn nói sao? Bụng Bự bị bắt cóc hả? Hồi nãy mình và Bụng Bự cùng đi đến để rủ Đốm đi chơi ném bóng. Khi Bụng Bự nhặt quả bóng bị rớt ra thì từ trên cao một chiếc máy bay xà xuống chụp ngay Bụng Bự kéo lên luôn. Họ còn quăng lại tờ giấy này nè. Muốn giải cứu bạn phải mang đủ 200kg phô mai, bằng không thì biết tay bọn ta. Giờ mình phải làm sao đây đó? Chắc chắn bọn họ sẽ ra nhiều chỉ thị khác nữa. Chúng ta cần điều tra thêm bọn họ là ai thì mới đối phó được. Hay da, hay da. Chơi cái trò này vui quá à. Hey. Ngưng lại đi, bọn ta ghét tiếng ồn. Nhưng ta thì thích, chơi ném bóng á là thú vui của ta. Đại ca, giờ mình phải xử trí làm sao? Tại đại ca đó, bắt chị cái tên mập ú này, nó làm em điếc tai quá đi, không chịu nổi nữa. Tụi bay ngốc quá, nó mập vậy là nhờ ăn nhiều biết chưa? Mà ăn nhiều thì chắc nhà nó nhiều thức ăn, nhà sẽ giàu, biết không hả? Đại ca số chắc. Ta đói bụng quá à, mau lấy đồ ăn cho ta ăn đi, nhanh lên. Dạ sao đại ca? Lấy cho hắn ăn đi, nó làm cho ta đau tai quá. Nhanh đi, ta đói lắm rồi đó. Ông ta ném tiếp bây giờ. Ngon quá. Báo cáo đại ca, phô mai dự trữ trong kho đã hết sạch rồi. Cái gì vậy? Tên mập này mới ăn có một bữa mà. Đúng là sai lầm thiệt, tưởng được miếng mồi béo bở. Ai ngờ te tu như vậy đây. Chờ hắn ngủ, trả hắn về đi, tốn quá. Cảm ơn mấy bạn nha, phô mai ngon lắm á. Bây giờ ta tiếp tục chơi cho tiêu đồ ăn đây. Anh đừng có chơi nữa, anh uống nước ép trái cây nha. Anh ăn no rồi đi ngủ giúp em nha. À, cũng được á. Cho 2 nước ép cà rốt, 3 ly bơ dầm và 5 ly cam dắt nha. Mấy bạn tốt bụng ghê á, cảm ơn mấy bạn nha.
Chắc bụng bự đã có một bữa ăn ngon lắm đó nha. Dễ dàng hiếp được bạn đó được. Phải luôn bình tĩnh và chủ động đối phó với kẻ xấu chứ. Ta muốn ăn phô mai. Ê, có kẹo hả? Cho mình với. Nè, cho bụng bự đó. Cho mình thêm được không? Của bạn cả nắm rồi còn tham nữa hả? Nè, thôi cầm đi. Cảm ơn tay to nha. Hả? Đã nhiều vậy rồi còn xin thêm, hèn chi mập ú à. Ồ, bánh ngon nhớ chia nha. Thì mình mang ra chia cho hai bạn mà. Gì vậy? Sao chia đều? Mình cũng không ăn hết đâu, để đem cho người khác nữa. Bạn đừng có xạo nha. Bạn giữ ăn một mình thì có. Không tin thì thôi, mình về đây. Ơ, về là về vậy hả? Bạn có thấy bụng bự có gì kỳ lắm không? Ừ, hay là đi theo thử đi. Ủa, hướng đó đâu có gì nhà bụng bự đâu. Ừ, nhà bụng bự đi thẳng mà. Chết rồi, bạn ấy tính lấy đồ ăn của bạn chuột luôn đó. Chạy ra ngăn bạn ấy lại thôi. Bụng bự, dừng ngay. Bụng bự, bạn không được làm như vậy. Ủa, chuyện gì vậy? Bạn chuột có tí xíu mà bạn cũng bắt nạt được nữa hả? Có nửa trái táo thôi đó. Hết dành ăn với tụi này. Giờ đi dành ăn cái chuột ốm yếu luôn hả? Cái gì, dành ăn á hả? Chứ còn gì nữa, bạn lúc nào cũng dành phần hơn để bạn được ăn nhiều hơn người khác chứ gì. Bạn đừng có nói sai, mình không có như vậy. Ờ hả, chứ không phải bạn đã chuẩn bị cướp đồ ăn của chuột hả? Nhiều đó có cướp cũng đâu có no đâu. Chứ bạn trẻ giỏi giả đến chuột để làm gì? Anh là cho em đồ ăn đó. Hả? Cho em đồ ăn? Mẹ em đi xa thăm ngoại, nói sáng đi chiều về, nhưng vì bên đó có bão, mẹ chưa kịp về. Thành ra em bị đói bụng 2 ngày nay rồi. Hôm trước trời mưa, mình đang đi mua đồ giúp mẹ, thấy chuột con đang ngồi dưới tàn lá trú mưa. Hỏi sao thì kể vậy đó, nên mình quyết định mang đồ ăn cho chuột. Vậy sao bạn không báo cho mọi người giúp? Mình nói rồi, là mình đưa thức ăn cho người khác, mà mấy bạn đâu có tin đâu. Mình xin lỗi. Anh chị đừng có trách anh bụng bự nữa. Mẹ em cũng nói chiều nay về rồi. Cảm ơn anh bụng bự đã giúp em. Mang về ăn với mẹ nha. Đây nè, em mang về đi. Cảm ơn anh chị. Xin lỗi bụng bự nha, mình bất cẩn quá. Mình cũng vậy. Xin lỗi bạn nha. Không sao đâu, nhưng lần sau á, nhớ đừng đánh giá người khác chỉ qua hành động của họ, mà phải tìm hiểu rõ trước nha. Ừ, nhớ rồi. Sao? Cho gì? Cho gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À, ta chưa đủ khổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc chỗ đây thôi, chứ ta hút nhựa cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn muốn cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muốn đực với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa.
Ngươi lấy vợ mắt công sinh con rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt để dớt dát được tiếng tâm cho loài mũi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh. Nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó. Nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi thì ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi. Hôm qua cưa nhiều quá, xém bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa. Ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu cho bất mình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi nhép, ngươi tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta chỉ cho ngươi biết. Trời ơi, hỏi cô đường này đi không? Được rồi, ta đi mà. Đuối quá. Ngươi có sao không? Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt hay còn có thể. Cảm ơn ngươi. Kính thưa quý ông quý bà, chào mừng đến với buổi ra mắt phát minh mới nhất của tôi. Đó là robot bảo vệ. Đây là mẫu robot hiện đại nhất, không những có thể khống chế kẻ xấu trong nháy mắt, mà còn có thể đoán trước ai sắp phạm tội để ngăn chặn kịp thời nữa đó. Phát hiện có kẻ xấu. À, bị phát hiện rồi, dù là thượng sách. Ý trời đất ơi, mau bắt hắn lại đi. Bác bò vàng có bị sao không? Tên này nguy hiểm quá. Con robot này rắc rối rồi đây. Công nhận robot mới của ba đốm dữ thiệt á. Ấy, nhìn kìa, vừa nói là tới luôn rồi. Robot đang đi tuần tra kìa. Chạy ra xem sao. Ê, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Cái tên kia, mau dừng lại. Không dừng thì các ngươi làm gì ta? Tên robot này đã tống đại ca ta vào tù. Hôm nay ta phải trả thù. Tên kia, giờ có làm khác. Còn có ta ở đây, đừng hòng hại các tay nhỏ. Robot à, bạn có sao không? Thôi không sao, các bạn mau chạy đi, tên này nguy hiểm lắm. Không được, chúng ta phải cùng nhau chống lại hắn. Đúng đó, vì mạnh đến đâu á cũng cần những người bạn giúp sức. Cùng sống lên nào mọi người. Trời ơi, đông quá, biết bắn ai trước đây. Mục tiêu bị rơi chi, cơ hội đây rồi. Dù có mạnh tới đâu, không ai có thể thành công một mình được cả. Đúng rồi đó. Ừ,
sắp tới ca bắt bảo vệ thay ca rồi đó. Từ từ, An tới nè. Nói nhỏ thôi. Giờ kiểm tra đã hết, các em mau nộp bài đi. Hả? Còn chút xíu nữa mới xong mà. Sao hết giờ sớm quá vậy? Đớp, bụng bự, bỏ viết xuống. Hết thời gian làm bài rồi. Lần kiểm tra này cũng như lần trước nha, ai dưới 5 điểm thì cô sẽ mời phụ huynh đó. Biết rồi, chúng ta phải sửa lại bài kiểm tra đó, vì một tương lai tươi sáng, không bị mời phụ huynh. Đừng nói lớn quá, mau đưa mình cái súng bắn dây nè. Được rồi, mình lên trước, bạn qua sau nha. Hả? Ai đó? Tôi chết rồi, bị phát hiện rồi. Mau trốn đi bụng bự, trốn đi. Mình trốn nha, mọi chuyện trông chờ vào bạn á. Sắp bài của mình với bụng bự đâu rồi ta? À, đây rồi. Bài này mà cô chấm chắc 2 điểm, sửa lại thôi. Thôi chết, đáp bảo vệ sắp tới rồi. Xin lỗi bụng bự nha, mình cũng kịp sửa bài cho bạn rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra. Đớm, 9 điểm. Đớp, đập tay cái coi. Bụng bự, 3 điểm. Hả? À. Bụng bự, cái này là của em đúng không? Tối qua em là người lẻn vào trường làm chuyện mờ ám gì đúng không hả? Bụng bự, điểm thấp còn bài trò nữa hả? Cô sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em. Tại... Đớm nè, cậu tính đi bụng bự chịu lỗi một mình như vậy sao? Sao lại không? Hai người cùng chịu tội thì tội cũng có ít hơn đâu. Cứ im lặng mà lấy 9 điểm về khoe mẹ thôi. Ngươi là đồ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Thôi đi, lúc nào cũng nghe lời nhà ngươi thì chỉ có chết. Ồn ào quá, im lặng đi. Thưa cô, chính em là người tối qua đã lẻn vào sửa bài kiểm tra, nhưng không kịp sửa bài cho bụng bự. Thật không ngờ, cả hai em lại làm chuyện gian dối trong học tập như vậy. Cô chắc chắn sẽ phạt nặng hai đứa. Nhưng trong chuyện này, Đốm cũng là người dũng cảm. Khi dám thừa nhận lỗi lầm của mình, thay vì đuổi học, cô sẽ cho hai con một cơ hội nữa. Dạ, em xin hứa là lần sau sẽ là đôi bạn cùng tiến với bụng bự, chứ không phải là cùng làm tội phạm nữa. Nhớ đó nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài tập về nhà rất là đặc biệt. Các em sẽ về nhà khắc một cục đá thành bất cứ hình nào mà các em thích, rồi mang lên lớp. Cô sẽ chấm điểm cho nha. Thú vị thật. Mình sẽ khắc chiếc máy bay. Thích quá đi. Mình thích khắc tượng lâu lắm rồi nè. Vậy lát nữa học xong á, tụi mình cùng nhau đi kiếm đá nha. Chơi luôn. Cục đá này thì rất hợp với chiếc máy bay của mình đây. Mình sẽ lấy nó. Mình cũng tìm được đá rồi nè. Tai to tìm được cục đá chưa? Có hai cục đá này nè. Không biết làm cái nào thì sẽ đẹp hơn ha. Hay là mang cả hai về đi. Cái nào làm ra đẹp hơn thì dùng. Được đó. Vậy mình sẽ mang cả hai về luôn. Mình nên chọn cái nào vậy ta? Thôi chọn đại đá nâu đi. Hy vọng đá nâu sẽ đẹp. Chuyện gì vậy? Đau quá đi. Thôi chết, mình xin lỗi bạn nha. Mình không biết, mình chỉ muốn khắc bạn thành mô hình đẹp thôi. Mình cũng muốn đẹp lắm, nhưng bạn làm đau quá, mình không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bạn không chịu làm thì ngày mai mình không nộp cho cô được, mình sẽ bị trừ điểm đó. Mặc kệ bạn, đau lắm, mình sẽ không để cho bạn làm tiếp đâu. Thôi, không xong rồi. Như vậy, mình sẽ không có bài nộp cô mất. Nè bạn tay tôi ơi, hay là bạn khắc mình đi. Nhưng mình khắc bạn thì bạn sẽ đau đó. Không sao đâu, mình chịu được mà. Bạn làm nhanh lên, còn đi ngủ, sáng mai đi học sớm rồi đó. Ừ, vậy mình khắc bạn nha. Bạn có sao không? Mình chịu được.
Bạn làm đây đi. Thật không ngờ là mình làm được 10 điểm luôn. Đá đen ơi, tất cả là nhờ sự quyết tâm không bỏ cuộc của bạn đó. Nhờ bạn mà bây giờ mình không còn phải là một cục đá xấu xí trong rừng nữa rồi. Vì công sức cố gắng của bạn, mình sẽ đặt bạn ở đây luôn. Thiệt hả? Nè, anh đá đen ơi. Chào anh đá nâu. Qua giờ anh trốn đâu mất tiêu vậy? Tôi ở với tổ thôi. Mà nè, cũng là đá với nhau. Anh thì được ở trên cao, được chăm sóc. Tôi thì ở dưới đây, phải nhìn anh như vậy nè. Là do anh chọn tôi mà. Ban đầu tay tôi chọn anh, nhưng anh vì đau mà không chịu được, bỏ đi chỗ khác. Cho nên tôi mới có cơ hội giúp tay to đó. Thì ra là vậy á. Tôi và anh đều chỉ là những cục đá ở gian đường, được tay to nhặt về thôi. Tay to có ý tốt, muốn chúng ta được đẹp hơn. Tôi thiệt là ngốc mà. Trời nóng quá đi mất. Mình nghe mẹ nói á, là thời tiết nóng nực làm cho cây cối héo queo, mùa màng thất thu tùm lum hết đó. Chẳng biết ông thần mưa đi đâu mất tiêu rồi nữa. Tụi mình không thể ngồi không như vậy được nữa, phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á, là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chứ không phải hả? Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi, thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa, ông đang ở đâu vậy ông? Dạ. Ây da, đau quá. Mệt quá. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa, bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được. Bạn tưởng bạn có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Mày nói vậy á, thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. À, hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông Hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không ông? Thật đáng sợ, trong rừng thật là nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi, hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn gì cho mẹ, thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm? Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thần mưa kìa. Ông thần mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện. Bởi vì cái con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi Đốm. Mình không nên phát lái với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì thần mưa cũng xuất hiện rồi. Mọi người hãy vui lên đi nào. Thần mưa rồi. Lớp mình được chọn đồng diễn buổi sáng. Chào mừng ngày thành lập trường. Các em về chuẩn bị đồ đồng phục, giày và ôn lại bài đồng diễn nha. Dạ. Hay quá, hôm qua mình được mẹ mua cho cái quần thể thao mới. Vậy hả? Mình chắc chẳng mua gì đâu. Đồ mình còn tốt lắm. Ừ, mình thích đôi giày màu hồng lắm. Mình sẽ về nói với mẹ mua cho mình đồng diễn cho các bạn. Wow, chơi sộp nha. Sắm hẳn đôi giày mới luôn. Thì bạn cũng sắm hẳn cái quần mới đó rồi còn gì.
quần cũ mình chạy rách mất tiêu rồi, không có sửa được, thì mẹ mình mới mua cho mình cái mới đó. Nói chung mình thích đôi giày hồng đó lắm, mình sẽ mua đôi giày đó cho bằng được. Có cần thiết như vậy không? Cần chứ, ai mà chả cần phải đẹp. Thôi mình về trước đây. Mẹ ơi, con về rồi. Về rồi hả con? Rửa tay chuẩn bị đi ăn cơm nha. Mẹ ơi, mẹ mua cho con đôi giày màu hồng đi mẹ. Con sắp có buổi đồng diễn với các bạn ở trường rồi. Ủa, giày của con đâu mà muốn mua đôi giày mới? Thì nó vẫn ở đó, nhưng mà nó xấu lắm, không có đẹp bằng đôi giày màu hồng con thấy ở ngoài tiệm đâu mẹ. Hồi á thì con đòi mua cho bằng được nó mà. Khi nào nó hư, mẹ mới mua cho con một đôi mới nha. Đi mà mẹ, mua cho con đi. Sao hôm nay con hư đến vậy? Đâu phải cứ đòi là được đâu. Mẹ không hiểu con. Con với cái à. Mình chỉ cần đôi giày thôi mà, đâu có gì quá đáng đâu. Dù có đồ đẹp, lại được giày đẹp, mà bản đó có bụng thiêu, ước gì đó là mình ha. Chuyện gì thế này? Sao, con thích không? Dạ, thích, con thích lắm. Được rồi, để mẹ giúp con lựa thêm đôi khác nha. Thiệt hả mẹ? Con cảm ơn. Ủa, sao? Không nhấc chân được vậy ta? Mình muốn đi thử mà. Sao vậy con? Con muốn đi thử, mà sao con không đi được vậy mẹ? Từ hồi bị tai nạn, con đâu còn đi được nữa đâu. Tay to ơi, mẹ bạn kiếm bạn kìa. Mình hư quá các bạn ơi. Tụi mình nghe mẹ bạn kể rồi, nhưng mẹ bạn không giận bạn đâu, chỉ lo cho bạn thôi à. Mẹ mình nói á là phải biết chấp nhận những gì đang có thì mới hạnh phúc được. Nghĩa là sao hả bụng bự? Nghĩa là mình nên biết bản thân mình cần dừng ở đâu là đủ. Bạn nghĩ á là bạn có đôi giày mới thì bạn sẽ hạnh phúc, nhưng bạn thấy đó, đối với người khác á chưa chắc gì đã vậy. Wow, bụng bự nói hay quá ha. Mình chỉ nói lại thôi. Mình về thôi. Quánh tù xị, quánh tù xị. Wow, đám ngon quá à. Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái. Wow, nhiều quá trời luôn. Wow, táo ngọt quá. Ta ta ăn thử đi. Ủa, sao táo chưa rửa mà đốm đã ăn rồi? Không sao đâu, đốm phủ sơ sơ rồi mà. Tay ta ăn thử đi nè. Thôi, mình không ăn đâu. Mình sợ bị đau bụng lắm. Mẹ mình dặn, ăn trái cây là phải rửa sạch. Để mình ăn cho, tay to cái gì cũng sợ. Táo ngon như vậy, tay to không ăn thiệt là ổn. Hay là để mình ăn phần của tay to luôn nha. Không, mấy bạn cứ ăn đi, mình chờ rửa sạch xong mới ăn. Đúng là con gái. Đốt vào bụng bự ơi, ăn kem nè. Kem ngon quá à. Đốt vào bụng bự đi rửa tay đi đã. Nãy giờ chơi ném banh, tay dơ hết rồi. Không sao đâu, dơ có chút xíu à. Tụi mình mà đi rửa tay xong á thì kem chảy hết. Đúng rồi đó, đi rửa tay xong thì kem chảy hết. Hôm nay vừa được ăn táo, vừa được ăn kem, thích ơi là thích. Đau bụng quá. Đau bụng quá. Con bị sao vậy đớm? Con đau bụng quá mẹ ơi. Ngày hôm nay con có ăn lung tung gì ở bên ngoài không vậy? Dạ, con có ăn táo và ăn kem. Thôi ngồi dậy, mẹ đưa con đi khám bác sĩ. Đau bụng quá. Con đau bụng quá mẹ ơi. Vậy là bạn cũng bị đau bụng giống mình hả? Không những bị đau bụng mà mình còn bị đau mắt nữa nè.
Ủa, sao bạn lại bị đau mắt? Bác sĩ nói là do tay mình dơ mà còn dựa vô mắt đó. Bởi vậy, sau này hai đứa mình á phải nhớ rửa tay thật sạch trước khi ăn nha. Đốm với bụng bự ăn bánh nè. Công nhận mẹ của Đốm làm bánh ngon ơi là ngon luôn. Ủa, Đốm với bụng bự chạy đi đâu vậy? Phải rửa tay trước khi ăn. À, thích quá. Đừng đi giáo ngoại rồi, thích quá. Đốm đã chuẩn bị đồ xong hết chưa con? Dạ, xong hết rồi ạ. Đi dã ngoại có 2 ngày à. Con mang cái gì mà nhiều dữ vậy? Dạ, toàn đồ chơi không đó ba. Con không biết phải để cái nào ở nhà nữa, nên con mang theo hết luôn. Trời ơi, Đốm ơi là Đốm. Đốm, chơi gần gần ở đây, đừng có đi xa nha con. Phải rồi, ở đây rộng lắm, lại đông người nữa. Lỡ mà con đi lạc là ba mẹ không biết phải tìm ở đâu đâu đó. Dạ, con biết rồi. Trễ rồi, mình về thôi anh. Đốm ơi, Đốm, mình về thôi con. Ủa, Đốm đi đâu rồi anh? Ủa, anh vừa mới thấy nó chơi ở đâu đây mà. Đốm ơi. Đốm ơi, Đốm. Đốm ơi. Có khi nào Đốm nó đi lạc rồi không anh? Em cứ bình tĩnh, đừng có lo quá. Chắc con nó chơi ở gần đâu đây thôi. Mình chia nhau ra đi tìm. Đốm ơi. Đốm ơi, Đốm. Cái giỏi thì bắt ta đi. Đợi đó, biết tay ta. Tìm thấy con chưa anh? Vẫn chưa thấy nó đâu hết. Có khi nào con nó bị bắt cóc không anh? Không có chuyện đó đâu, em đừng lo quá. Chắc là Đốm chỉ ở đâu gần đây thôi. Mình đi tìm tiếp nha em. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu? May quá, con đây rồi. Con có biết là ba mẹ đã lo lắng cho con lắm không? Anh bớt giận, dù sao cũng đã tìm được con rồi. Nói mẹ nghe, nãy giờ con đi đâu? Dạ, con chỉ đuổi theo mấy chú cào cào thôi ạ. Sao con không nói với ba mẹ? Con con đã thấy được kết quả của việc không vâng lời hay chưa? Cũng may là chưa gặp kẻ xấu đó. Nếu không thì... Đốm nè, lần sau đó đi đến những nơi đông người, Đốm đi đâu thì phải nói với người lớn, đừng có tự ý đi một mình nha. Dạ, từ bây giờ trở đi con sẽ vâng lời ba mẹ. Con sợ đi lạc lắm rồi. Nè Đốm, ăn uống phải từ tốn chứ con. Con đói mà, con nay tuổi ăn, tuổi lớn nên phải ăn nhiều. Ba mẹ không tiếc, nhưng mà con ăn cũng phải nhìn trước nó sao chứ. Dạ, con vẫn nhìn mà ba mẹ. Con mà cứ tham ăn như vậy sẽ béo phì, béo tròn cho coi. Cái của con mà. Nhiều đó được rồi con, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu. Tối rồi. Một chút nữa đi ba. Không được là không được. Không được thì thôi, Đốm không thèm ăn nữa. Đốm lên phòng đây.
đó ba. Đã thiệt, ăn một trận đã đời. Bà ngủ đi. Chuyện gì vậy đó? Mẹ ơi, con gặp ma. Thôi, mơ thôi mà con. Nhưng con sợ, ba ngủ với con nha. Thôi được rồi, ba sẽ ngủ với con. Ngoan, nào, nằm xuống ngủ thôi con. Ui da, đau bụng quá, đau bụng quá. Đớm, đớm, con sao vậy? Đớm đau bụng quá ba ơi. Sao vậy? Chắc hồi chiều con ăn nhiều quá chứ gì. Chai dầu đâu rồi? Dạ. Con còn ăn chuối nữa hả? Tham ăn quá không đau sao được. Đớm biết lỗi rồi, từ đây đớm sẽ không tham ăn nữa. Ba giúp đớm đi ba. Để ba đi lấy thuốc cho con nha. Sao tay ba bị gì vậy? Thì chẳng phải con vừa ăn đùi gà hay sao? Có không ta? Sao đùi gà mà không có thơm? Ta chính là siêu nhân Superman, có sức mạnh siêu phàm để đánh bại mọi kẻ xấu, là chỉ huy của đội chiến binh vĩ đại. Với cái nơ này, ta có năng lực nghe cả các sóng siêu âm và thấy mọi vật ở xa, thiệt là xa, đến mấy chục ngàn km. Si, có thể nhìn thấy tới nước Mỹ không? Ta sẽ chở nàng đến nước Mỹ bằng phi thuyền vượt không gian này nha. Ta đi trượt băng và làm ông già tuyết đi. Cho mình đi với, mình thích trượt băng, mình đi với. Được, mong ước của bạn sẽ được chấp nhận nếu bạn trở thành chiến binh. Mình đây là chiếc khiên siêu cấp của mình, có thể đỡ mọi đòn tấn công. Chiến binh bụng bự sinh ra mắt. Ngày hôm nay, chúng ta là những siêu anh hùng chuyên tiêu diệt kẻ xấu. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Ủa, tiếng gì vậy? Đề phòng có kẻ xấu. Kẻ xấu ở ngay trong này. Được rồi, ta sẽ bắt kẻ xấu này lộ diện ngay lập tức. Không phải đâu, bụng mình sôi đó, cứ mỗi khi bị đói là nó phát ra âm thanh này à. Chúng ta cần phải nạp năng lượng trước khi chiến đấu chứ đúng. Được, vậy tất cả siêu anh hùng cùng tiến vào phòng nạp năng lượng. Tất cả tiến lên, tiến lên. Đi. Tất cả dừng lại, chúng ta đã đến kho nạp năng lượng rồi. Có một cái bánh kem siêu khủng dành cho chúng ta. Nhanh đi, mình đói quá rồi. Thôi chết rồi, chiếc bánh kem nó không còn nữa. Có lẽ kẻ xấu đã lấy mất bánh kem năng lượng của chúng ta rồi. Ôi không, chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ nào đã lấy cắp bánh kem năng lượng. Đúng vậy, ai đã cả gan làm điều này?
Nhìn kìa các bạn, chúng ta đã phát hiện chứng cứ. Đi thôi nào các bạn. Chán quá đi, đi học mệt muốn chết. Cô lại cho nhiều bài tập, về nhà đói bụng lại chẳng lấy gì để ăn. Không biết mẹ ở đâu vậy ta? Mẹ cũng đang chán lắm rồi đây. Cả ngày quay cuồng với chợ búa, cơm nước, chăm chồng, chăm con, mỗi lúc một già nua xấu xí. Mệt quá, làm việc vất vả mà còn bị sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu nữa. Ra ngoài đường thì giao thông lộn xộn, cứ như vậy thì làm sao mà sống nổi đây. Ước gì thời gian quay ngược trở lại, con được sống thời sửa thời xưa. Khi chưa có trường học, con nít không phải tới trường. Không khí trong lành, thực phẩm lại không bị nhiễm độc. Chưa có công ty, không có sếp, không có xe hơi, xe gắn máy, khỏi bị kẹt xe. Trời ơi, sao đang làm bàn giấy bây giờ phải cày ruộng như vậy? Đớm, đi chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị nấu cơm. Lát ba mẹ về mà không có cơm nước lặn đòn bây giờ đó. Kem nước bổ củi mệt quá. Sao tự nhiên mình phải giả gạo như vậy? Ông trời, trời ơi, hãy cho mọi thứ trở lại như cũ. Chết rồi, mẹ quên chưa nấu cơm. Thôi, tối nay nhà mình sẽ ra ngoài ăn để mẹ được nghỉ ngơi. Hoan hô ba. Sống ở hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với ngày xưa. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sapa chơi. Ôi thích quá, thích quá à. Hoan hô ba mẹ. Mà Sapa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Đã quá ta, con chưa bao giờ được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, đến tự xốc đồ đó nha. Dạ. Cái này, cái này, cái này, cái này nữa, cái này nữa. Cái này, cái này. Ê. 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 Ờ. Đớm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi.
Bác sĩ, ôi là lạnh quá. Sao ở đây lạnh quá? Sapa nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Nào, 1, 2, 3. Lần sau, trước khi đi du lịch ở đâu, con sẽ kiểm tra thời tiết để chuẩn bị kỹ càng hơn. Xe hơi đồ chơi thông minh, điều khiển từ xa, thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt, có thể di chuyển trên mọi địa hình. Quá, phải kêu mẹ mua mới được. Wow. 9, 10, 11. Mẹ ơi, mẹ mua đồ chơi mới cho con ơi. Mẹ đang tập thể dục, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con. 12, 13, 14. Con muốn mua xe hơi điều khiển từ xa. Thôi được, mẹ sẽ trả lời con luôn nè. Đầu tháng, mẹ đã mua đồ chơi cho con rồi. Nếu con muốn mua đồ chơi mới thì con phải đợi tới tháng sau thôi. Nhưng con muốn có ngay bây giờ. Tháng này con đã mua đồ chơi rồi, con sẽ phải đợi tới tháng sau. Mẹ mua cho con đi, tháng sau con sẽ không mua đồ chơi nữa. Không được, con sẽ phải đợi tới tháng sau thôi. Đây là lần cuối cùng mẹ giải thích. Thì cũng vậy thôi. Con cứ ói thoải mái ở đây đi, khi nào xong nín hẳn rồi hãy ra ha. Con đã hết khóc, hết ho, hết ói chưa? Dạ, hết rồi. Mẹ yêu đốm, nhưng đốm dòi dĩnh dạng dạ như vừa rồi khiến cho mẹ rất buồn. Con xin lỗi mẹ, từ giờ con sẽ không vòi vĩnh, ăn vạ nữa. Mặt đốm dơ hết rồi, đốm vô nhà sau rửa mặt sạch sẽ, rồi ra đây uống trà ăn bánh với mẹ. Dạ. Thank you.
một miếng mới được. Này, không được ăn vụng, phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Đói bụng quá à. Phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Cái gì vậy trời? Sao mùa xuân năm nay đến trễ dữ ta? À, đây là bữa tiệc chào mừng mùa xuân, phải đợi mùa xuân tới. Nếu như mùa xuân không tới thì sao? Phải đi tìm mùa xuân. Mau lên à. Dậy à. Mùa xuân ơi. Mùa xuân ơi. Mấy bạn, coi nè. Hả? Hả? Cái gì vậy? Chắc chắn mùa xuân ngủ quên rồi, phải đánh thức mùa xuân dậy thôi. Mùa xuân ơi. Hả? Cảm ơn đã đánh thức ta dậy. Trễ rồi, ta phải đi đây. Mùa
đây là phần thi của bạn Đốm. Kỳ chú là chú ít con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi trên chiếc la xe chăm chỉ học bài. La la, la la. Quang hô, Đốm hay quá. Ngày hôm qua công nhận Đốm hát hay thiệt đó. Đúng rồi đó, mình với tay to ngồi nghe mà mê luôn. Thì bởi vậy mình mới được giải nhất toàn trường. Hôm qua bạn Sơn Ca hát cũng hay nữa. Hay đâu mà hay, bạn Sơn Ca hát cũng bình thường thôi mà. Mình thấy hay chứ bộ, giọng bạn ấy rất là trong trẻo. Nếu Sơn Ca hát hay, sao bạn ấy không đạt giải nhất? Phải rồi, nói chung bạn Đốm hát là hay nhất. Đúng đúng, bạn Đốm của mình là tuyệt vời nhất. Đốm ơi, bài này khó quá à. Bạn gợi ý cho mình làm bài đi. Trời, bài này dễ ơi là dễ. Cần gì mà phải gợi ý? Bạn cố mà suy nghĩ đi chứ. Đốm mà làm thì chỉ có 5 phút là xong. Đốm ơi, bài này mình làm như vậy có đúng không? Trời ơi là trời, bụng bự là bụng bự. Bài dễ như vậy mà bụng bự cố làm sai nữa là sao? Tại mình không biết thiệt mà. Hai bạn sao mà dở quá vậy? Thấy mình không? Làm một chút xíu là xong hết rồi nè. Mình đẹp trai, mình thông minh, mình lực lưỡng, mình chỉ nhanh, mình là siêu nhân. Thôi, tụi mình về nhà nhờ ba mẹ giúp đây. Ủa, không học nữa hả? Sao về sớm quá vậy hai bạn? Tụi mình ngốc lắm, không dám học chung với thiên tài đâu. Ủa, tai to với bụng bự đâu rồi con? Dạ, hai bạn nói về nhà rồi mà. Sao đang cùng học với nhau mà hai bạn đó lại đi về? Tai to với bụng bự học dở lắm, con không muốn học chung chút nào. Đốm nè, nếu như ai đó chê con học dở hoặc là chê con hát không hay thì con có buồn không? Dạ, có chứ. Nếu như con gặp khó khăn cần các bạn giúp đỡ mà các bạn lại không ai chịu giúp thì con thấy thế nào? Dạ, con sẽ rất là buồn. Tai to và bụng bự về nhà không học chung với con nữa là do hai bạn cảm thấy buồn khi bị con chê đó. Mẹ nghĩ con nên đến nhà xin lỗi hai bạn ấy và cùng hai bạn ấy làm bài. Dạ, con sẽ đi liền. Mẹ cho con giữ trái cây này luôn nha. Con làm quà để xin lỗi hai bạn.